Chào mọi người nha, hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm đá luôn mọi người. Nè, hôm nay mình trở lại cái chỗ có cái bãi đá Thạch Anh trong suốt nữa nha mọi người nha. Để coi coi mình bơi ra rồi trời hổm trời có mưa đó, coi nó có rửa lộ ra viên nào không. Những viên này thì tạp chất. Rồi, mình di chuyển xuống cái chỗ hôm bữa mà mình bơi ra nè. Đó, cái đống này hôm bữa mình bơi ra đây nha mọi người nha. Nó cũng lộ ra một số nè. Này tinh thể. Nó không được trong cho lắm. Có những viên này trong nè. Ở trong này cho nên nó cũng phức nha mọi người nha, nên mưa rửa không có được bao nhiêu hết. Đúng là vùng núi mọi người, muỗi quá muỗi luôn. Số này bữa hổm mình chỗ này mình lượm rồi, còn sâu dưới đó đó nha mọi người nha. Đây, tí nữa mình đào xuống thử coi nó ra làm sao. Những viên này thì tạp chất nhiều quá. Viên này thì nó được có cái chót trong nè. Trong suốt luôn. Rồi, có lẽ mình ngưng để mình bư một hồi nữa, có phát hiện gì mình sẽ mở máy quay cho mọi người xem nha. Đây mình vừa phát hiện ra được một viên nó có biến thể màu đỏ nè mọi người. Nhắc này mà mặt trời bị mây che, không có thấy rõ được nữa. Chưa có rửa sạch cho nha. Chắc nghi cái dòng này cũng là Thạch Anh biến thể thôi. Màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Kiếm chỗ nào có đủ ánh sáng. Rồi, ánh sáng nhất này sập mặt trời cái mất tiêu luôn. Để hồi mây ra nữa mình rửa sạch ra mình sẽ cho mọi người xem kỹ viên này nha. Đây bỏ vô bọc. Vừa di chuyển qua chỗ mới mọi người. Chỗ kia đào hồi mũi quá mũi à. Nói chung vòng vòng núi này chỗ nào cũng mũi. Để mình tìm những chỗ mới có những phát hiện gì mới không. Ở đây cũng có một số tinh thể này. Có chừng lỡ mạnh bên đó kìa. Khai thác quá dữ dội. Cẩn thận dòm trên nha, nó lỡ xuống. Cái này nó cũng khá là trong nha mọi người nha. Để mình nhặt một số mình gom lại. Nè, như mấy viên này nó trong được có cái chóp không à. Nè. Tinh thể nhỏ nhỏ không à. Viên này nó cũng trong nữa nè, tại nó bám cát nè. Để mình xem coi cái đống này nó có cái viên gì đặc biệt không. Màu vàng vàng này chắc bị nhiễm phèn quá. Đá bị nhiễm phèn chứ không phải là tinh thể đá đỏ. Chắc mình phải tìm một điểm mới nữa quá. Đá Thạch Anh nó lẳng ở trong ba cái hốc này nè, rất là nhiều luôn nha. Xeo xuống thì nó hơi nguy hiểm tí.
Rồi mình ngưng, mình di chuyển, mình tìm điểm mới luôn mọi người. Mọi người, mình vừa phát hiện ra được cái mạch đá Thạch Anh nha. Nè, nguyên khu này luôn nè. Đó. Nãy mình thử đưa trên đó được mấy viên nha. Còn đằng đó một mạch lớn nữa kìa. Đó. Để mình khử, mình lượm bẫy nó vài viên trong trong này nè. Đó. Trong suốt luôn nha. Nè. Mấy này là mấy cái tinh thể nha. Đó, khá là trong luôn. Đây nữa nè. Rồi, mình ngưng mình lụm rồi mình đi di chuyển dài đẳng luôn mọi người. Cái này nó trong, nó trong mà nó có tí ánh vàng nữa nha. Cái này trời mưa mọi người. Nè. Mới vừa hừng sáng tí xíu mà mình đảo được con vòng, lụm được con số Thạch Anh là ông trời mưa nè. Mình đang ở trong cái hốc đá nè, ở trên giữa núi luôn nha. Nhưng mà mưa trên núi thì khá là nguy hiểm. Với lại mình không có đem theo áo mưa gì chứ. Rồi mưa càng ngày càng lớn luôn. Mình cho mọi người xem nè. Mình vừa phát hiện được một số Thạch Anh nè nha. Nè. Đó, Thạch Anh trong suốt luôn nha. Cái viên này nè, trong suốt luôn. Chỗ người ta chẻ đá nè, nó nằm ở lẳng vô giữa cục đá nè nha mọi người nha nè. Đó. Nó nằm ẩn ở trong đá nha. Mình kê gần như một tí cho mọi người xem nè. Đó. Nhưng mà có lẽ là mình khai thác không được kìa. Bên kia nữa kìa. Rất là nhiều nha. Rồi vòng vòng nè. Mấy chỗ này nè. Mình chưa có đào được luôn nè. Để mình đảo thử một vòng rồi có cái đá nó còn ẩn. Thạch Anh nó còn ẩn ở trong đá nữa không. Rồi mưa trên đây mũi quá trời mũi luôn mọi người. Chắc có lẽ mình xin ngưng để mình đi về. Chừng nào về nhà mình rửa ra rồi mình sẽ cho mọi người xem thành quả sau nha. Nè, cục này quá là êm luôn. Ok, mình về nhà mình rửa ra mọi người. Nè, được bao nhiêu đây nha. Tại do mưa mà mình lượm, mình đi nhặt không được trọn vẹn. Nè, cho mọi người xem mình lúc mình rửa ra mình phát hiện nè. Có một số viên tóc nha. Thạch Anh tóc nha. Nè. Tại giấc này trời chỉ mưa cho nên ánh sáng nó bị kém, quá kém. Đây nè, viên này nó cũng có tóc nữa nè, mà ít nha. Mình chà rửa rất là kỹ luôn. Đưa sát vô quá thì nó mất nét, mọi người xem không rõ. Nè, cái viên mà đỏ đỏ mình thấy nè, mình rửa ra thì nó cái màu nó gì nè. Đây viên nữa nè. Viên này thì trong suốt luôn nha. Nhưng ở trong nó có một tí tạp chất gì, nó cái màu xanh xanh mọi người. Tại vì có ánh nắng tốt quá. Đây nè. Cái viên này tóc đẹp lắm nha. Cho mọi người xem tóc nè. Cái mảnh nhỏ này nè, nó cũng có tóc nữa nè nha. Đợt này mình với lại mình có lụm được mấy cái cụi đá này, đá gì không biết luôn nè. Này nó màu hơi xanh hơi. Nè, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bảy viên có tóc nha. Đó. Mình kê giùm lấy nét thử coi được không. Nó bị chá cho nên hơi khó thấy tóc nha. Rồi vậy thôi, chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây luôn rồi. Nếu mọi người yêu thích đi tìm đá cũng như yêu thích clip này, xin nhớ để lại cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những chuyến đi tìm đá mới tiếp theo của mình nữa nha. Chào mọi người luôn nha.